phù hợp bay về, nhìn cái cảnh rất là đẹp ha. Làm công đức cho Trang 20 bạc là tương ứng với 14.000 đồng tiền Việt Nam. Người ta viết luôn cả tiếng Việt, có nghĩa là ở cái ngôi chùa này thì người Việt đến đây rất là nhiều. Rồi, ở đây người ta có tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Thái chấm cho. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Bangkok của đất nước Thái Lan. Và sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái ngôi chùa. Theo tiếng Việt Nam thì cái ngôi chùa này có tên là chùa Thuyền. Du khách khi đến với Bangkok ở Thái Lan đó thì người ta sẽ vô đây với tầng lạ của ngôi chùa. Có tên Thái Lan đó là chùa Wat Sanapa. Một ngôi chùa này khá là độc lạ, và xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý chị biết về ngôi chùa. Đó, khi người ta đi đến đây thì người ta sẽ dọng chuông để người ta lên cúng với cô bác quý chị. Cũng giống như ở chùa Nam Tông thì người ta sẽ có những cái bảo tháp như thế này nè. Đó. Và ở đây thì cô bác quý anh chị có thể nhìn thấy rõ cái khuôn viên của ngôi chùa rất là đẹp, với một cái kiến trúc rất là độc đáo và lạ luôn. Đây là hình ảnh của vị vua đương nhiệm của đất nước Thái Lan, xây ngay chỗ cái gần như là lối đi chính của cái ngôi chùa. Chùa thì là một phần tín ngưỡng trong cái con người và đất nước Thái Lan. Cuộc đời của họ thì luôn gắn liền với những cái ngôi chùa. Và đây là hình ảnh các vị sư đang khắc thực đi về nè. Hình như là vậy hay sao ạ? Các vị sư Thái Lan là các vị sư Nam Tông, có nghĩa là khắc thực ở xung quanh xóm ai cho gì thì dùng đó đó cô bác quý anh chị. Các tượng Phật giác vàng. Ở đây là vàng lá. Ở đây là bát hương. Ở đây là một cái đèn dầu. Người ta sẽ không để bao giờ để cái dầu này tắt, để dầu này cạn hết thì người ta sẽ châm vào cái ngọn đèn này, nó cứ cháy liên tục. Cái cô này đang cầu nguyện một cái điều gì đó. Hai vị Phật tử đó đang cầu nguyện một cái điều gì đó dưới vị vua. Đây, khi mà người ta lên cúng thì người ta sẽ đánh những cái chuông như thế này, từ nhỏ đến lớn á. Người ta sẽ cầu nguyện. Rồi rồi. Đó. Và sẽ đánh như thế này. Và mình không muốn làm ồn. Và trước khi lên đó thì người ta sẽ gõ cái chuông này trước này cô bác quý anh chị. Cái chuông nhỏ này nè. Đó. Này. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi qua đây thử ha. Ở đây cũng là một cái lối đi ra, một cái lối đi xuống. Chúng ta sẽ đi ra. Ở đây người ta trong chùa thì người ta sẽ có những cái đóa hoa sen, hoa cúc và nhang. Với lại đây là cái nến cúng dường sẽ bỏ vào đây. Sau lưng của ngôi chùa Thiền hay còn gọi là chùa Wat Sanapa thì trong cái ngôi chùa này đó thì có một cái số điều khá là độc lạ Bùi Hồ chia sẻ với cô bác quý anh chị. Đó là các tượng Phật ở đây đó. Thì phía sau lưng các tượng Phật ở đây thì sau khi mình thắp hương á thì mình có thể mua một bát đồ để mà có cá ăn hoặc là chim bồ câu ăn.
thậm chí là mình thấy đây có cả tiếng Việt nữa nè. Mua bánh mì làm công đức cho Trang 20 bạc là tương ứng với 14.000 đồng tiền Việt Nam. Người ta viết luôn cả tiếng Việt, có nghĩa là ở cái ngôi chùa này thì người Việt đến đây rất là nhiều để cầu mong may mắn, phúc sự, bình an gì đó. Ổi mì này chỉ có 20.000 đồng, 14.000 đồng thôi cô bác anh chị. Và thậm chí thì mua thức ăn ở đây người ta cũng cần một cái tiền lẻ. Ở đây có 10 bạc, thức ăn này là thức ăn cho cá. Xong. Cái xô nó to hơn chút xíu, còn 10 bạc thì cái xô nó nhỏ hơn. Thái Lan, bạn này hình như là người Thái Lan. Thái Lan đây là một cái nơi cho cá ăn. Có những cái con cá tra màu vàng, đa số là màu đen nhưng mà con cá tra màu vàng rất là nhiều luôn ha. Bọn chúng tụ lại cái dòng sông này cũng rất là sâu, và với số lượng cá mà trên mặt nước mà nhiều như vậy thì số lượng cá rất là nhiều luôn. Đây là vé số của đất nước Thái Lan, Việt Nam. Thái Lan. Dạ, Thái Lan, dạ. Ở đây là cá phong xanh, cá trê. Cá trê luôn. Và người ta phong xanh thì người ta sẽ thả các con cá nó xuống đây nè mọi người. Rất là nhiều chú chim bồ câu. Ôi trời, nhiều dữ vậy. Có khi nào nó ị không?
Đây là một cái đoàn của Việt Nam. Ồ, rất là nhiều cá luôn nè. Ở đây mình ước tính là trong cái nhà này nó có hàng ngàn con cá. Con cá tra, sông tự nhiên và kích cỡ nó rất là lớn ha. Đây nè, những cái con cá này cô bác quý anh chị có thể thấy nè. Với một cái số lượng rất là lớn luôn và nhiều. Nó cũng giống như là những cái đàn cá tra ở Việt Nam khi mà có nhân duyên á, thì nó sẽ tụ hợp về đây nó ở. Và đặc biệt thì cái đàn cá tra này nó lại ở trong chùa. Cái con mà kích thước mà lớn nhất thì nó mình nghĩ nó khoảng tầm 10kg á. Cái đoàn Việt Nam đi đến nè. Việt Nam như vậy. Đây là người ta sẽ đi du lịch về bằng tàu đường thủy. Bangkok phát triển lắm. Ở dưới đầm đất là cả đường nè. Cao cả đường này nha. Rồi đường sông nữa, rồi đường bộ. Quá đẹp luôn nè. Xe buýt đường sông nè. Người ta có neo thuyền vô đây không? Bây giờ thì mình sẽ quay cái đoàn này đến đây để cho cá ăn luôn nha cô bác anh chị. Người ta đang cho bồ câu ăn và nó bay lại kìa. Và thậm chí là cá rất là bu rất là nhiều kìa. Thôi mình qua bên đó ha. Đất nước Thái Lan là một đất nước khá là phát triển cô bác quý chị, khi có nhiều loại hình giao thông mà ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có. Ví dụ phía trước mặt của cô bác quý anh chị đó là cái xe buýt đường thủy. Đó. Đây là một cái xe buýt mà chắc có lẽ là Việt Nam thì mình chưa bao giờ thấy bao giờ. Và họ rất là hiện đại luôn. Kể cả những cái con đường đó, cái con đường hạ cơ sở hạ tầng giao thông đó, thì họ đào sâu ở dưới hàng trăm mét để mà họ làm những cái chuyến xe điện. Và thậm chí là khi mà khách du lịch thì họ có thể đến đây họ cho cá ăn bằng cái phương tiện du lịch giao thông đường thủy. Và phía bên đây thì mình thấy đây là đoàn người Việt Nam mà như lúc nãy Bùi Hồ có nói cho cô bác quý anh chị biết đó. Xin chào. Họ đang cho bánh mì cho cá ăn kìa. Đây là một cái đoàn du lịch từ Việt Nam sang. Tụi chúng được một bữa no nê rồi. Đây là một cái con sông tự nhiên nhớ cô bác quý anh chị. Và con cá thì nó cứ tụ hợp về cái ngôi chùa này. Chắc có lẽ là có một cái duyên lành gì đó mà bọn chúng nó mới về đây đó. Và đông như thế này. Thậm chí là có cả bồ câu. Bồ câu là một cái con vật mà biểu trưng cho sự hòa bình. Ở nhiều đất nước thì người ta lấy hình ảnh, cũng như là của thế giới người ta lấy hình ảnh cái con bồ câu làm sự hòa bình thân thiện. Chắp tay lại ở dưới sông nhìn lên chùa để mà đọc một cái bài kinh hay là Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Đó, một cái chiếc xe buýt đường thủy. Anh này anh đang cho mấy con bồ câu ăn và tụi nó cứ tụ hợp bay về, nhìn cái cảnh rất là đẹp ha. Ấn Độ. Ôi trời ơi, rất là nhiều con ha. Ôi tụi nó cái đông nghẹt rồi. Mình ước chừng ở đây nó khoảng chừng 200 con, hơn 200 con.
là có chân chim này á. Mẹ mới bị trúng nắng rồi. Đẹp quá. Có khi nào là nó ẩy lên lên vai của mình không? Dạ. Yeah. Nó đảo chiều suốt à. Chúng rất là dạng luôn. Và thậm chí là khi mà anh cho chúng đồ ăn á, thì chúng cứ bay qua bay lại, nhìn cái cảnh rất là đẹp. Về những cái điều khá là tâm linh ngay tại đất nước Thái Lan. Đó là một cái tòa cao ốc đầy ma mị. Và cái thứ hai thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái ngôi chùa có xá lợi Phật, mà trong đó thì người ta không có cho Bùi Hồ ghi hình. Tại ngôi chùa là một cái nơi cũng khá là linh thiêng tại đất nước Thái Lan. Và một điều tiếp theo Bùi Hồ chia sẻ là một cái đàn cá sông, một đàn cá mà có sự linh thiêng gì đó trong đó. Nhưng mà một cái con sông lớn như thế này thì bọn chúng chỉ tập trung vào một cái ngôi chùa thôi. Và thậm chí là có rất nhiều chú chim bồ câu ngay tại nơi này. Đây là hình ảnh cái chiếc xe buýt dưới sông, xe buýt đường thủy rất là hiện đại.